Thanh Thao xin được mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thông Tin được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, là trên tinh thần mong muốn được chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng các vấn đề về luật dân sự, chương trình truyền hình Thấu Lý Thông Tin sẽ được lên sóng mỗi ngày để cùng được lắng nghe các luật sư, các chuyên gia về luật tư vấn cũng như là giải đáp ngọn ngành các vấn đề về luật dân sự. Và qua đó là cũng mong muốn truyền tải đến quý khán giả xem đài những cái kiến thức căn bản và có được những cái kỹ năng để xử lý các vấn đề tranh chấp dân sự diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Làm sao mà để vừa thấu tình, vừa đạt lý, giống như tên gọi của chương trình đó là Thấu Lý Thấm Tình, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề mà được rất là nhiều người quan tâm trong suốt thời gian gần qua. Đó chính là xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật thì sẽ bị xử lý như thế nào? Thưa quý vị, thì hiện nay các loại phương tiện khi mà tham gia giao thông thì cần phải có một lưu ý, đó là cần phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Vậy thì các hành vi mà không đảm bảo được an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe khi mà tham gia giao thông thì sẽ được pháp luật quy định như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua sự tư vấn của luật sư Nguyễn Thị Anh Đào đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Dạ vâng, xin được chào luật sư ạ. Xin chào MC Thanh Thao và xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ, xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian để đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và như vừa rồi Thanh Thao cũng đã chia sẻ thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề, đó là xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật thì sẽ bị xử lý như thế nào. Vậy thì thưa luật sư, là đối với hành vi mà không đảm bảo an toàn kỹ thuật về và bảo vệ môi trường thì pháp luật sẽ xử lý như thế nào ạ? Khi chúng ta lưu thông phương tiện, đặc biệt là phương tiện ô tô, thì chúng ta phải biết được rằng là nó có, thứ nhất là có đảm bảo về cái tính kỹ thuật, chúng ta hay gọi là cái giấy đăng kiểm, đúng không? Chúng ta hay gọi là cái giấy đăng kiểm. Do đó khi chúng ta mua một chiếc xe thì chúng ta phải biết được rằng cái việc này, cái việc mà đảm bảo cái việc kiểm tra về tính kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường thì đã được các cơ quan chức năng kiểm tra trước khi bán cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đi đăng kiểm thì để được cấp cái giấy phép lưu hành của chiếc xe của chúng ta thì chúng ta là một trong những cái giấy đăng kiểm buộc phải có trong cái hồ sơ đăng ký xe của chúng ta. Do đó khi mà chúng ta lưu thông một chiếc xe, vận hành một chiếc xe lưu thông trên đường mà chúng ta đối với cái việc mà nó quá hạn đăng kiểm thì chúng ta sẽ bị xử phạt, hoặc là trong quá trình sử dụng hoặc là việc lưu thông như vậy mà chúng ta có cái việc mà cải tạo, sửa chữa hoặc làm thay đổi đi cái tính năng để mà nó làm mất đi thông số kỹ thuật ban đầu thì đó cũng là một trong những cái vi phạm mà chúng ta sẽ bị xử phạt. Dạ thưa luật sư, vậy thì cái mức xử phạt dành cho xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là như thế nào ạ? Ví dụ như chúng ta chạy xe mà cái phiếu đăng kiểm của chúng ta nó quá hạn đi, ví dụ như nó hết hạn đăng kiểm mà chúng ta chưa mang xe đi kiểm định, tức là quá hạn dưới một tháng đi, tức là từ một ngày cho đến dưới 30 ngày thì chúng ta có thể bị xử phạt tới cao nhất là 4 triệu đồng. Sau đó nếu mà quá 30 ngày mà chúng ta vẫn chưa thực hiện cái việc đăng kiểm, tức là chúng ta chưa đến cơ quan đăng kiểm để chúng ta cho các kỹ thuật viên họ kiểm tra coi xe chúng ta có đảm bảo cái tính an toàn khi vận hành hay không, có đảm bảo được bảo vệ môi trường hay không, thì chúng ta sẽ bị xử phạt, ví dụ tước bằng lái xe, không cho chúng ta sử dụng xe nữa, tức là người tài xế sẽ bị tịch thu cái giấy phép lái xe. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và xin được nhờ luật sư sẽ chia sẻ về cái quy định về bảo đảm, quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ạ. Thì khi chúng ta lưu hành thì chúng ta phải biết được rằng cái xe đó đảm bảo kỹ thuật về thắng, về cái độ mà chân ga, rồi cái độ thắng như thế nào, ví dụ hoặc là cái độ tính, cái thông số của xe. Khi mà lưu hành thì chúng ta ví dụ như bánh xe, đèn chiếu gần, đèn chiếu xa, nó có quy định theo cái chất lượng xuất xứ khi mà nơi sản xuất xe đó họ quy định trong cái kỹ thuật như vậy thì chúng ta phải đảm bảo giữ nguyên, chúng ta không được phép thay đổi. Ví dụ như có những cái đèn chiếu xa, chiếu gần, ví dụ nó vượt quá, hoặc là còi thay đổi cái độ lớn, độ âm thanh của nó. Hoặc chúng ta ví dụ trong cái bánh xe nó có cái đặc tính kỹ thuật để đảm bảo cái sự an toàn đối với cái khung xương xe mà chúng ta thay đổi cái đó thì hoặc đó, do đó thì nó cũng có dẫn đến cái việc gây mất an toàn đối với cái việc mà khi chúng ta lưu hành một cái xe đó. Hoặc chúng ta độ xe thì chúng ta thay đổi những tính năng kỹ thuật mà khi mà cái hệ thống mà khi nó gặp những cái trơn trượt mà nó không vận hành được, nó sẽ ảnh hưởng. Thì do đó khi mà chúng ta thay đổi cái tính kỹ thuật đặc tính khi mà nhà sản xuất đã đưa vào sản xuất xe mà chúng ta thay đổi nhiều quá thì nó không đảm bảo được cho chúng ta vận hành.
Dạ, thưa luật sư thì cũng là một câu hỏi liên quan đến cái việc tham gia giao thông. Vậy thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần phải đảm bảo được các loại giấy tờ nào ạ? Khi chúng ta tham gia giao thông thì đối với cái việc mà vận hành xe máy, ô tô hoặc là tắt xe cơ giới thì chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta mua một chiếc xe thì muốn lưu thông thì chúng ta phải có cái giấy đăng kiểm, rồi tức là giấy chứng nhận đăng kiểm nè, rồi giấy phép được lưu hành của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp, và cái điều cuối cùng là người mà lái xe thì phải có cái bằng lái xe. Cả tùy theo cái từng loại phương tiện để chúng ta có những cái giấy phép lái xe nó phù hợp. Dạ, thưa luật sư, là một trường hợp khác, đó là trường hợp mà người điều khiển xe ô tô quá niên hạn sử dụng hoặc là quá hạn đăng kiểm, nếu mà bị phát hiện thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Thì giống như hồi nãy tôi đã trao đổi á, nếu như chúng ta quá thời hạn đăng kiểm mà chúng ta không thực hiện đăng kiểm thì cái việc mà tịch thu phương tiện đó là phải tịch thu phương tiện, hoặc là chúng ta lưu hành một cái việc mà không an toàn như vậy thì chúng ta sẽ bị xử phạt. Dạ, nãy giờ thì luật sư cũng đã chia sẻ về xoay quanh cái việc đó là hình thức xử phạt, mức xử phạt, các cái quy định cũng như là các cái loại giấy tờ cần phải đảm bảo khi mà tham gia giao thông, thì xin được nhờ luật sư sẽ đưa ra một vài lời khuyên đến cho Thanh Thao cũng như là quý khán giả đang xem đài để mình có thể đảm bảo được cái việc tham gia giao thông và bảo vệ được quyền lợi của mình, được không ạ? Tức là khi chúng ta tham gia giao thông, chúng ta một sử dụng phương tiện, đặc biệt là phương tiện ô tô hoặc là phương tiện xe máy hay bất kỳ một cái phương tiện nào đó, thì đó là một cái phương tiện mà nó hỗ trợ rất là nhiều cho chúng ta trong cái công việc đi lại hoặc này kia, mà đó là cũng một việc mà khi chúng ta đảm bảo được cái tính kỹ thuật an toàn của cái nhà sản xuất đưa ra, hoặc là do đó thì và việc chúng ta kiểm thường xuyên bảo dưỡng kiểm tra định kỳ những cái thiết bị như là thắng, như là chân ga, hoặc là những cái thiết bị xung quanh xe, ví dụ như kiến chiếu hậu, kiến lái, nó có đảm bảo tính kỹ thuật an toàn hay không, thì đó cũng là cái điều mà bảo vệ giúp tính mạng của chúng ta khi chúng ta lưu thông. Do đó cái việc mà thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra định kỳ là điều chúng ta phải làm để tuân thủ theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, là như vậy là cái việc mà đảm bảo về an toàn kỹ thuật cũng như là bảo vệ môi trường thì không chỉ là đảm bảo an toàn tính mạng cho chính chúng ta mà còn là những người xung quanh, quý vị nhé. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Thị Anh Đào thì đã giúp cho quý vị của chúng ta có thêm thật là nhiều những cái kỹ năng cũng như là những cái kiến thức xung quanh vấn đề này. Và mong muốn là chúng ta sẽ chia sẻ những cái thông tin này đến mọi người xung quanh để chúng ta cùng nhau bảo vệ quyền lợi của mình, quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Thấu Lý Thông Tình cũng đã hết. Thanh Thao xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và nếu quý vị chúng ta có bất kỳ một cái thắc mắc nào, câu hỏi hay là vấn đề gì cần được tư vấn thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho số hotline của chương trình theo số 0934 36 75 65. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi cập nhật trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình. Và bây giờ thì Thanh Thao và luật sư Nguyễn Thị Anh Đào xin được mến chào và hẹn gặp lại.